Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, tiền về tới tấp, đổi vận cực giàu, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Kính thưa quý vị, có một ngày nào đó bạn bỗng nhận ra mình đã già, đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ loè loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào thanh âm, và là khi bạn thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh lóe sáng sau rèm cửa, và là tối tối pha một ấm trà vừa đủ đặc, bật đài nghe những bài hát xưa cũ, đọc những cuốn sách cũ, chiêm nghiệm về cuộc đời, nửa gần nửa xa. Và là khi bạn thích lang thang trên đường phố một mình, thích nhìn những bức tường loang lổ, những gốc cây rêu phong, những mái nhà cũ kỹ, thích những quán cổ, bàn ghế phủ bụi, không gian mốc hết và mặt người trầm tư sau lớp sương thời gian. Và là khi bạn thích cảm giác được yên tĩnh một mình, chỉ một mình chìm trong những hoài niệm, dạo này thương nhắc đến những chuyện cũ, có lẽ bởi thời gian đã gấp quá rồi. Và là khi bạn thấy mình ngày càng kiệm lời với chính bản thân, nhiều khi nghe tiếng nói của mình vang lên cũng giật mình. Và là khi bạn bắt đầu tìm kiếm một nơi thật sự để đến, để sống và cất giữ tuổi già, không phải để an dưỡng, mà là để tách khỏi những ồn ào, thị phi. Và là khi bạn thôi không bận tâm những yêu thương ghét bỏ, để lòng mình tha thứ cho qua hết giận hờn, buông bỏ bớt những nhạt nhòa, nghi kỵ, chỉ giữ lại cho mình những niềm tin và đích đến, sống lặng lẽ và nhẹ nhàng, tự do trong khoảng trời riêng của chính mình. Và là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu thế thôi, còn lại thì cứ như mây trời, lang bạc qua đời nhau. Đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngã, năm tháng đã qua ấy, tôi gọi tên là thanh xuân. Thưa quý vị, có những người sinh ra đã mang trong mình sự mạnh mẽ và tính cách ổn định, cùng các phẩm chất tốt đẹp của họ có thể mang lại may mắn cho gia đình. Trên thực tế, họ là những người không sợ áp lực, không sợ hoàn cảnh và luôn tích cực vươn lên, đến trung vận sẽ đạt được giàu sang, phú quý. Áp lực của thực tế cuộc sống luôn có ở khắp mọi nơi, mỗi người đều phải học cách thích ứng và điều chỉnh tâm lý trong cuộc sống khi đối diện với các vấn đề. Đối với cô bác tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, sau những khó khăn, những gì họ đã trải qua, họ luôn có khả năng đối mặt với cuộc sống mạnh mẽ và kiên cường. Có thể nói rằng, đó chính là tiền đề giúp Nhâm Dần phát triển rực rỡ ở hai tháng cuối năm, mang lại phúc khí cho bản thân và cho cả gia đình. Nhâm Dần sinh năm 1962, là người hiền hòa, tốt bụng. Đây là tiền đề để xây dựng hòa khí gia đình êm ấm, hạnh phúc. Họ làm việc trong sự hào phóng. Họ cũng để tâm đến việc người khác nghĩ về mình như thế nào, nên họ cũng giữ cho bản thân những quy tắc nhất định, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, lại không nặng lòng toan tính. Nhâm Dần rất được mọi người xung quanh yêu quý, điều này cũng giúp họ có thể nắm bắt được nhiều hướng đi mới, áp lực của thực tế, vì thế mà cũng không làm họ chùn bước. Đặc biệt, người tuổi Nhâm Dần là một trong những con giáp có tính cách linh hoạt bậc nhất, nên đó cũng coi là một sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này giúp họ đối mặt được với nhiều thử thách trong cuộc sống. Dù gặp chuyện gì, họ cũng luôn một lòng nghĩ về gia đình và giữ được sự bình tĩnh, giúp hòa khí trong các tình huống giao tiếp không bị căng thẳng. Chính vì những điều này, người tuổi Nhâm Dần sẽ luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của mọi người xung quanh. Ở trong gia đình, họ là những người cha, người mẹ mẫu mực, một tấm gương cho con cháu trong nhà noi theo.
Ra ngoài xã hội họ là những người biết cách ứng xử tử tế. Nhờ vậy, họ là người mang đến phúc lành cho gia đình, giúp không khí gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc. Xem tử vi cho cô bác tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, hai tháng cuối năm là tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Cô bác tuổi Nhâm Dần sẽ được trời thương Phật độ, cho lộc về làm ăn mà đổi giận giàu sang, ăn Tết to nhất làng. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn trở ngại, đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai, dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc 2 tháng tới không quá dồi dào, nhưng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc. Bị thiếu trước hụt sau, cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn, giúp cho con giáp này có thêm thu nhập. Vận trình tình cảm của Nhâm Dần cũng rất tốt đẹp, giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình. Lời nhắc nhở: thăng tiến nghề nghiệp nhưng cần kiểm soát chi tiêu, tình cảm thuận lợi, hãy tận dụng cơ hội này. Xét về sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần 1962. Nhâm Dần 1962 tuy hơi cục cằn, nhưng khả năng làm việc lại đáng kinh ngạc, đặc biệt là đối với sự phát triển của các thị trường mới nổi. Những khách hàng lớn khó xử lý, nhiệm vụ càng khó càng khơi dậy được tiềm năng phi thường của họ. Tuy nhiên, việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân thực sự là thiếu sót của họ, nhưng chỉ cần họ gặp được người có thể đánh giá cao họ, Nhâm Dần thực sự có thể tỏa sáng trong mọi vị trí. Ai muốn tự mình khởi nghiệp thì nên chọn hình thức kinh doanh độc lập. Sau khi mở rộng quy mô kinh doanh thì nên chọn hình thức độc tài một người. Tuổi này có nhiều điểm sáng và khá thành công trong sự nghiệp, nhưng không có địa vị cao. Bước sang tuổi trung niên, họ có cuộc sống sung túc đầy đủ, vui vẻ hưởng phúc từ con cháu. Về tài lộc tháng 11 và tháng 12 âm lịch tuổi Nhâm Dần 1962. Người tuổi Nhâm Dần không xem trọng chuyện tiền bạc, lý do là bởi điều quan trọng trong cuộc sống của bạn nghiêng về những vấn đề thuộc lĩnh vực tinh thần. Cũng chính vì điều này mà bạn thường không mấy để tâm đến nguồn gốc thu nhập của chính mình. Họ lạc quan dù không màng lợi lộc, nhưng vẫn có vận số tiền tài tốt, chỉ có điều không giỏi trong việc tiết kiệm. Lời khuyên tài chính: đừng đầu tư vào những phi vụ mà bạn không có khả năng quản lý hoặc nằm ngoài chuyên môn cá nhân. Đồng thời phải cẩn thận với các mối giao hữu, tuyệt đối không được đầu tư một cách nóng vội. Hãy luôn quan sát và đánh giá độ tin cậy của bạn bè, người quen, cũng như tình hình tài chính của họ trước khi tham gia hợp tác. Bạn nên tích cực lắng nghe và làm theo lời khuyên từ những người đi trước. Việc này sẽ giúp hạn chế nguy cơ phá sản. Về sức khỏe tuổi Nhâm Dần 1962. Trong ngũ hành, tuổi Nhâm Dần thuộc hành thủy. Đặc trưng của người thuộc hành thủy là trường thọ. Tuy nhiên, do toàn thân đại diện hành thủy trong cơ thể con người nên có tác dụng chính là điều hòa âm dương, nóng lạnh trong cơ thể, dẫn đến người hành mộc thường mắc bệnh về đường huyết. Bạn nên lưu ý sức khỏe về tim mạch, mắt, nhất là những ai đã có mầm bệnh, nên đi kiểm tra nếu thấy dấu hiệu bất ổn. Kể cả vấn đề tiêu hóa, dễ có vấn đề ở lứa tuổi chứa nhiều mộc tính. Vấn đề sức khỏe gây ra bởi chế độ ăn uống sẽ là vấn đề phổ biến nhất. Ở giai đoạn đầu của tuổi trung niên, tình trạng thể chất của bạn tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Nếu bạn không chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, sức khỏe của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Về tình cảm gia đạo Nhâm Dần 1962. Trong chuyện tình cảm, đàn ông tuổi này giống như một con hổ, mạnh mẽ, biết chiều chuộng bạn gái và không ngại hy sinh. Chính vì vậy, họ rất được phái nữ yêu quý. Trong đời sống gia đình, đây là người có tính gia trưởng, thích điều khiển mọi việc xảy ra theo ý muốn của mình. Tuổi Nhâm Dần là người lãng mạn trong chuyện tình cảm, họ nhiệt tình và có tính độc chiếm cao. Tuy nhiên, điều này dễ làm nửa kia của họ cảm thấy ngột ngạt và thậm chí nảy sinh chán ghét. Họ yêu ghét rõ ràng, hành sự dựa nhiều vào cảm tính cá nhân, có tư thái của nhà cầm quyền. Họ thích những thứ mới lạ, chán ghét cuộc sống gia đình đơn điệu và không muốn chịu sự bó buộc. Với tính cách mạnh mẽ, đây là những người phụ nữ làm chủ gia đình,
một mối lương duyên cũng cần được đầu tư công sức và thời gian mới có thể duy trì được trạng thái tốt đẹp. Dù mới chỉ là người yêu hay đã thành vợ thành chồng, hãy luôn thẳng thắn chia sẻ, biết thông cảm cho nhau và chăm sóc cho tình cảm đôi bên. Đừng áp đặt những cảm xúc cá nhân vào chuyện lứa đôi, tránh dẫn đến chuyện tan đàn xẻ nghé. Trong tử vi, quý nhân phù trợ của con giáp tuổi Dần này là tuổi Tuất, Ngọ, Hợi. Trong đó cặp đôi Dần Hợi được xem là sẽ ăn ý nhất khi kết hợp cùng nhau. Dần và Hợi hợp với nhau tạo thành một góc lục hợp, do đó Hợi được gọi là lục hợp quý nhân của Dần. Bạn nên tìm đối tượng yêu đương hoặc kết hôn trong số những con giáp này. Ngoài ra, tuổi Mão cũng được coi là đào hoa quý nhân của cung hoàng đạo này. Kinh dịch có nói, người tuổi Dần, Ngọ, Tuất sẽ mở được vận số đào hoa khi gặp tuổi Mão. Chính vì vậy tuổi Mão được gọi là đào hoa quý nhân của những người tuổi Hổ. Và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Nhâm Dần 63 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Nhâm Dần 1962, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Tổng quan về năm giáp thìn của bản mệnh Nhâm Dần gói gọn trong bốn chữ: trong nguy có cơ. Nhâm Dần nam mạng duy trì ổn định công việc và tình hình tài chính trong năm 2024. Là người có nhiều kinh nghiệm, vốn hiểu biết sâu sắc, bản mệnh được tín nhiệm giao phó các nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, nam tuổi Dần sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng. Nam sinh năm 1962, là người giữ chữ tín nên luôn được mọi người xung quanh kính trọng. Mối quan hệ xây dựng dựa trên niềm tin sẽ bảo vệ bản mệnh khỏi những lời tai tiếng bên ngoài, có được những người bạn thật lòng, tốt bụng. Nam mạng tuổi Nhâm Dần nên tập trung khai thác điểm mạnh trong năm 2024, phát triển lợi thế sẵn có để gia tăng tiến độ công việc. Bản mệnh đang từng bước tiến đến vị trí cao hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Đồng hành với Nhâm Dần nam mạng là những người đồng nghiệp có chuyên môn. Bản mệnh nên lắng nghe, tiếp thu và thảo luận công việc để tìm ra ý tưởng sáng tạo khi gặp vấn đề nan giải. Cột mốc sự nghiệp của mệnh chủ trong năm 2024 khá rõ ràng. Điều này thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của nam tuổi Dần trên khía cạnh công việc, báo hiệu sự khởi đầu tốt đẹp, thành công. Tình hình tài chính của nam tuổi Nhâm Dần phụ thuộc vào chất lượng công việc và hiệu suất làm việc, thời điểm công việc phát triển. Mức thu nhập của bản mệnh gia tăng ổn định, có dư trong các khoản chi tiêu. Bản mệnh có thể lựa chọn cất giữ của cải hoặc đầu tư an toàn để tăng thu nhập cá nhân. Trong giai đoạn khó khăn, nếu là người kiểm soát doanh thu tài chính tốt, nam tuổi Dần sẽ sớm thoát khỏi dòng xoáy thiếu hụt tiền bạc. Đầu tư thông minh để tiền đẻ ra tiền, dự báo năm 2024 sẽ có sự thay đổi trên phương diện tài chính đối với bản mệnh Nhâm Dần. Đời sống hôn nhân của Nhâm Dần nam mạng khá êm ấm, những bất hòa thường ngày không gây ảnh hưởng đến tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng. Khi cả hai có sự sẻ chia thấu hiểu và bầu bạn với nhau, khoảng cách thế hệ xuất hiện giữa mối quan hệ con cái, cha mẹ. Bản mệnh trong vai trò là người con cần hiếu kính, tôn trọng đấng sinh thành ra mình. Với vai trò là người cha, nam tuổi Dần nên yêu thương, trò chuyện và tôn trọng các con. Ở độ tuổi trung niên, sức khỏe của Nhâm Dần nam mạng cần được chăm sóc và bảo vệ thường xuyên hơn. Bản mệnh nên hạn chế sử dụng đồ uống có cồn như rượu, bia, hút thuốc lá để ngăn ngừa bệnh tật. Bản mệnh Nhâm Dần có thể nâng cao đời sống tinh thần bằng cách tập luyện thể thao, tham gia chuyến du lịch ngắn, thư giãn cũng là cách hồi phục năng lượng, sức lực để làm việc có hiệu quả hơn. Riêng với nữ mạng, nữ tuổi Nhâm Dần 1962 đạt được một số thành tựu sau quãng thời gian lao động chăm chỉ. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ tiếp tục duy trì ổn định và tiến xa hơn nếu làm việc có kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong năm 2024. Phương diện sức khỏe của bản mệnh trong năm này không có gì đáng lo ngại. Nhâm Dần nữ mạng là người biết tự chăm sóc bản thân, cố gắng duy trì tinh thần thoải mái, tiếp tục theo dõi sức khỏe thường xuyên, cũng như duy trì các thói quen tốt giúp mệnh chủ bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật. Nhờ khả năng ứng xử khéo léo mà nữ tuổi Nhâm Dần 1962 được đồng nghiệp xung quanh yêu mến, kính trọng. Mối quan hệ tốt với mọi người giúp bản mệnh có thêm năng lượng làm việc, thảo luận nhiều vấn đề khác nhau trong công việc. Nhìn chung công việc của mệnh chủ trong năm 2024 không có sự thay đổi lớn so với năm cũ. Một số khó khăn có thể được giải quyết nhanh chóng nhờ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của nữ tuổi Dần.
Khả năng kiểm soát tài chính giúp nhâm dần nữ mạng dư dả hơn trong các khoản chi tiêu. Mệnh chủ có thể cân đối tốt tài chính cá nhân và gia đình khi có sự hiểu biết về tiền bạc, tài sản. Năm 2024 là năm thích hợp để tích lũy đối với bản mệnh. Nữ tuổi Dần 1962 nên theo dõi chi tiêu hàng tháng, tránh xa các khoản vay quá sức. Ngoài ra nếu có đủ điều kiện sức khỏe, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn thu khác nhau. Năm 2024 là một năm thuận hòa trong chuyện tình cảm của bản mệnh Nhâm Dần. Những bất hòa trong đời sống hàng ngày đều có thể giải quyết. Khi cả hai giải bày tâm sự, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, cuộc sống vợ chồng của bản mệnh nên có sự tôn trọng, giữ hòa khí. Gia đạo của nữ mạng tuổi Nhâm Dần đón nhận điềm lành trong năm 2024 Giáp Thìn. Các thành viên trong gia đình có cơ hội gắn kết tình cảm sau quãng thời gian bận rộn, tạm gác những bề bộn bên ngoài để quay trở về nơi được gọi là nhà. Mệnh chủ Nhâm Dần nên lưu tâm các bệnh về xương khớp, nhức mỏi. Đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bắt đầu lão hóa. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, bổ sung dưỡng chất, cùng rèn luyện cơ thể sẽ giúp bản mệnh cải thiện sức khỏe. Nữ mạng tuổi Nhâm Dần thường tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn, mong muốn cuộc sống thoải mái, tự tại. Để làm được điều này, bản mệnh cần chấp nhận buông bỏ một số điều, cố gắng là làm hài lòng tất cả mọi người, cố gắng trở nên hoàn hảo, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu về cây cảnh phong thủy, giúp cô bác anh chị tuổi Nhâm Dần đổi vận phát tài, giàu sang phú quý. Thông tin cơ bản về tuổi Nhâm Dần năm 1962. Tuổi Nhâm Dần năm 1962, cung Cấn trực trừ, mạng Kim bạch kim, vàng trắng, khắc Lư trung quả, con nhà Bạch Đế phú quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa. Màu sắc hợp: màu bản mệnh, màu xám, trắng, nghi, thuộc hành kim. Màu tương sinh: vàng sẫm, nâu đất, thuộc hành thổ. Màu kiên kỵ: màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Những người tuổi Nhâm Dần thường phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Họ hợp với màu: màu xám, trắng, nghi, thuộc hành kim, và kỵ với những màu thuộc mệnh hỏa. Cũng bởi vậy mà mọi người thường lựa chọn những loại cây phong thủy hợp mệnh hoặc tương sinh để cân bằng lại những điều không may mắn trong cuộc sống. Dựa theo phong thủy, một số loại cây cảnh hợp với người tuổi Nhâm Dần có thể kể đến như là cây bạch mã hoàng tử, cây lan chi, cây lan ý. Ở nội dung bài viết này, cây sinh sẽ cùng các bạn tìm hiểu các đặc điểm có trên 3 loại cây này. Tuổi Nhâm Dần hợp với cây bạch mã hoàng tử. Cây bạch mã hoàng tử có thân màu trắng mọc thành từng bụi, dương thẳng với chiều cao trung bình của cây từ 25 đến 80 cm. Gân lá và sống lá có màu trong suốt, tán lá rộng khoảng 30 đến 35 cm. Chỉ cần thoạt nhìn cũng cảm nhận được nét hoàng tộc toát ra từ nó. Cây bạch mã hoàng tử. Để phòng khách, theo phong thủy loài cây này hợp với hầu hết các mệnh, nhưng được đánh giá là hơn hẳn lại chỉ có người mạng kim, tuổi Nhâm Dần. Người ta cho rằng loài này mang đến sự may mắn, tài lộc và dưỡng khí cho chủ nhân sở hữu nó. Cây bạch mã hoàng tử phong thủy còn được biết đến bởi chúng còn là tượng trưng của sự thăng tiến, công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cây lan chi mang may mắn cho mệnh kim tuổi Nhâm Dần. Cây lan chi là loài thực vật thân thảo, phần thân bị bao phủ bởi nhiều lớp lá trồng lên nhau. Thân cây ngắn nhưng ngược lại lá cây rất dài nhọn và tỏa ra xung quanh. Lá cây màu xanh hơi nhạt, mép lá viền màu trắng, cánh lá mỏng nhưng cứng và giòn. Cây dây nhện, cây phát triển thời gian dài có thể sinh cây con xung quanh. Trường hợp dây nhện được trồng trong chậu thì cây con thường mọc dài ra, treo lơ lửng ngoài không trung và lấy chất dinh dưỡng từ cây mẹ. Cây lan chi phong thủy còn có ý nghĩa mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Trong công việc văn phòng có sự thăng tiến, trong công việc kinh doanh có sự hanh thông, thuận lợi. Và là loài cây phong thủy để bàn hợp với tuổi Nhâm Dần năm 1962. Cây lan ý mang sinh khí mới cho tuổi Nhâm Dần. Cây lan ý để bàn là loài hoa thân cỏ nhỏ, phát triển thành bụi ở điều kiện thuận lợi, lan ra rất nhanh. Cây có tuổi thọ khá lâu đời. Chúng sở hữu những chiếc lá lớn tính từ cuống lá phải dài tới 12 đến 65 cm và rộng 3 đến 25 cm. Lá của cây mọc bắt đầu từ mặt đất, hình lá dạng bầu dục thuôn nhọn đầu. Lá có xu hướng rũ xuống gốc, màu lá xanh thẫm,
bóng và khá dày, trên mặt lá nổi lên những vết gân màu xanh nhạt hơn. Cây phong thủy hợp tuổi Nhâm Dần. Trong phong thủy, người ta cho rằng cây lan ý phong thủy là loài cây phù hợp với những người mang mệnh kim. Và tất nhiên, người ta tin rằng nếu ai đó thuộc cung mệnh này sở hữu một chậu lan ý thì sẽ luôn may mắn trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu. Như vậy, Minh Đường Tử Vi đã cùng các bạn tìm hiểu về ba loại cây phong thủy để bàn hợp tuổi Nhâm Dần năm 1962. Qua đó cũng phần nào tìm được lời giải người tuổi Nhâm Dần nên trồng cây gì. Những loại cây nêu trên không chỉ hợp với mệnh kim tuổi Nhâm Dần, chúng cũng hợp với rất nhiều những mệnh khác. Và bởi vậy, nếu bạn đang tìm kiếm cây phong thủy để bàn thì đừng nên bỏ qua những loại cây này. Thưa quý vị, nhân sinh muốn bình an, hãy tận dụng tốt phép trừ trong cuộc sống. Có người từng hỏi một bậc thầy điêu khắc rằng: "Thưa ông, nghệ thuật là gì?" Người nghệ sĩ trả lời: "Chính là trừ đi phần thừa." Điều này tương tự như đời người vậy, cần học cách sử dụng phép trừ trong cuộc sống, có như vậy mới thấy hạnh phúc được. Người sống hạnh phúc hầu hết đều biết làm phép trừ cho cuộc sống của họ, trừ đi những phần thừa thải để sống một cuộc đời bình an. Vậy phần thừa đó là gì? Chính là trừ bớt các nhu cầu thì phiền não ít đi, trừ bớt các ham muốn thì thống khổ ít đi, trừ bớt những so sánh thì ưu sầu ít đi, bớt đòi hỏi, phiền não ít đi. Tận dụng tốt phép trừ trong cuộc sống, giảm bớt những mong cầu sẽ giúp chúng ta bớt đi phiền não. Trong cuốn sách Gia Sa Địa của nhà văn Nhật Bản Himatsita, từng khiến thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới, khái niệm của nó đơn giản chính là đoạn giả đi. Đoạn không mua, không thu, không lấy những thứ không cần thiết, tránh dung nạp quá nhiều, xả dứt bỏ những thứ không có giá trị và vô dụng trong nhà, tránh việc tích lũy quá nhiều. Ly dứt bỏ sự lệ thuộc của bạn vào vật chất để ngôi nhà có một không gian rộng rãi, thoải mái và tự do tự tại. Nếu từ sâu thẳm trong tâm bạn, có thể đoạn hết thảy các mong cầu quá mức, xả những nhu cầu dư thừa, các nhu cầu quá cao, thì bạn sẽ thấy đơn giản mới chính là hạnh phúc vô song. Lúc đó bạn sẽ chợt nhận ra, đời người đôi khi chỉ cần một bữa cơm, một hồ lô rượu cạnh người tri âm, thì dù có ngồi trong ngõ hẻm, nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui không thay đổi. Đôi khi chỉ là thưởng thức một tách trà ngon, đọc một cuốn sách hay, thì dù trong căn nhà chật hẹp, trong tâm vẫn thấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng một số người cứ luôn bị ám ảnh bởi tất cả các loại cám dỗ trong cuộc đời, mong cầu cái này, mong cầu cái kia, nhưng lại không biết càng đòi hỏi thì càng nhiều phiền não. Cuối cùng, thay vì cải thiện chất lượng cuộc sống, thì những đòi hỏi quá mức có thể giết chết hạnh phúc giản đơn của chính bạn. Vì thế, không nên vì cái gọi là nhu cầu cao mà hạ thấp đi chỉ số hạnh phúc của mình. Bớt ham muốn đau khổ ít đi, tận dụng tốt phép trừ trong cuộc sống, còn là giảm bớt những ham muốn. Như vậy tự nhiên đau khổ cũng theo đó mà ít đi. Thái Căn Đàm có một câu nói: "Con đường ham muốn của con người rất hẹp, và chúng ta chỉ dừng lại khi trước mắt đầy bụi gai bãi lầy." Câu này có nghĩa là ham muốn giống như một con đường hẹp. Một khi bạn bước trên con đường này thì phía trước sẽ gập ghềnh, khó khăn, khiến bạn vô tình bị mắc kẹt trong một dũng lầy. Thật đau đớn khi truy cầu mà không có được, và khổ đau sẽ còn nhiều hơn khi mà có được lại không biết thỏa mãn. Phần lớn những thống khổ như vậy trong đời đều từ việc truy cầu ham muốn và không biết thỏa mãn, cái gọi là ham muốn quá nhiều và hạnh phúc quá ít. Cũng chính là như vậy, có một câu chuyện thế này. Trong một ngôi làng nhỏ tĩnh mịch, có một cặp vợ chồng sống cùng nhau, dù nghèo khó nhưng gia đình luôn hạnh phúc. Một ngày nọ, như thường lệ, người chồng đi trồng trọt. Trong lúc ông đang quất đất thì đào lên được một vật lấp lánh bằng vàng. Người nông dân nhìn chằm chằm vào nó và nhận ra đó là một tượng La Hán bằng vàng vô cùng quý giá. Người nông dân vui vẻ về nhà để chia sẻ tin vui cho vợ. Người thân và bạn bè ai nấy cũng đều vui mừng và quyết định tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng trái với mọi người, vợ của người nông dân lại tỏ ra buồn bã. Tâm trạng của bà còn ảnh hưởng đến cả bầu không khí vui vẻ trong nhà. Vào ngày bữa tiệc được tổ chức, vợ của người nông dân vẫn không thể vui lên được một chút. Thấy lạ, có một người tò mò hỏi: "Chồng cô đã đào được tượng La Hán bằng vàng, bây giờ cô không còn phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, còn được sống trong một căn nhà mới khang trang, tại sao vẫn cứ rầu rĩ không vui như thế?" Vợ của người nông dân trả lời: "Bởi vì tôi không biết tượng 17 vị La Hán vàng còn lại nằm ở đâu, thế mới thấy. Sự tham lam khiến con người ta luôn đau khổ, dẫu có sung sướng nhưng lại không thể tận hưởng vì cứ mãi cho rằng bản thân chưa đủ, lại muốn có nhiều thêm. Do đó, con người muốn hạnh phúc, hãy học cách biết đủ và loại bỏ những ham muốn,
thì đau khổ tự nhiên sẽ ít đi. Bớt so sánh, ưu sầu ít đi, tận dụng tốt phép trừ của cuộc sống, bỏ đi tâm so sánh, tự nhiên ưu sầu sẽ ít đi. Sự bất hạnh của đời người thường là do hay so sánh với người khác mà thành. Thành tích học tập của con người khác tốt hơn con mình, chồng của người khác chu đáo hơn chồng mình, phúc lợi ở công ty người khác tốt hơn công ty mình. Sự so sánh thực ra chỉ làm tăng thêm ưu sầu cho người ta. Một khi động niệm so sánh thì hạnh phúc liền biến mất. So sánh mù quáng quả thật tương đương với tự giết chết chính bản thân mình. Đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo nằm trong tim. Và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới thực sự thức tỉnh. Cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến con người ta luôn bận rộn để mưu sinh, mà quên mất đi những cái bình dị an lạc của cuộc đời. Mời quý Phật tử cùng nghe những lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an, giác ngộ để tìm về với cuộc sống an lạc, bình dị, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có thể hành việc thiện, dù là nghịch cảnh trái ngang với những người đã đạt tới cảnh giới cao trong cuộc đời. Giác ngộ, tỉnh thức hiểu thấu luân thường đạo lý, để tai luôn kề cận với những lời nói ác ý hay những hành động bị người khác hãm hại. Một ngày kết thúc với chiếc bụng đói, quần áo, nơi ở thiếu thốn, nhưng nụ cười vẫn luôn hé nở trên môi. Nguyên nhân khiến tâm ta không thể thanh tịnh, Đức Phật có dạy rằng, đứng trước mỗi sự việc không như mình muốn, chúng ta cần phải đi sâu hơn và sâu hơn nữa, để tìm cho ra những nguyên nhân đang gây rắc rối cho chúng ta. Khi đã nắm rõ được nguyên nhân, nền tảng phát sinh ra các vấn đề khiến ta căng thẳng, mất bình tĩnh, thì ta sẽ tìm được các phương pháp giải quyết hợp lý, hợp tình. Trong đó, phiền muộn, u buồn của con người ta có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nó tồn tại dưới nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau. Có những nỗi buồn chỉ là man mác, nhưng cũng có những nỗi buồn lại thấu đến đau lòng. Tuy nhiên, dù là trạng thái buồn ở mức độ nào thì chúng ta cũng cần sự kiểm soát để khiến lòng thanh thản và bình yên. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn hay thất bại, hãy tập nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người khổ hơn mình. Họ vẫn đang chống chọi từng ngày để vượt qua. Và quan trọng hơn cả là vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình. Đó là tình yêu của cha mẹ, là sự ủng hộ của bạn bè, và còn có cả những ngã rẽ khác bạn có thể đi. Dưới đây là 7 lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, dành cho những người đang có tâm sự hay phiền muộn, để cuộc sống thêm an yên. 1. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc vất vả, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Con người ta luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi quên mất rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được. Nó không ở đâu xa, mà ở trong chính tâm hồn. Nếu tâm của bạn bớt tham lam, sân si, ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản hạnh phúc, và cuộc sống bỗng nhẹ nhàng bình yên làm sao. 2. Tức giận chỉ là một cục than hồng, có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân chúng ta. Sẽ có lúc chúng ta cáu gắt, quát nạt với mọi người xung quanh, nhưng bản thân ta đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn đang tức giận. Người ta thường nói, giận quá mất khôn. Những câu nói nặng nề vô tình của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Sự tổn thương đó vô tình cũng khiến bạn mất đi những người quan trọng nhất với mình. Đừng để những lời nói và hành động lúc nóng giận nhất thời khiến ta ân hận cả một đời. 3. Suy nghĩ sẽ định hình nên con người bạn. Bạn nghĩ bạn thế nào thì bạn chính là như thế ấy. Chúng ta nghĩ mình vô dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bản thân ta chẳng thèm hành động. Chúng ta nghĩ mình thông minh, dĩ nhiên chúng ta sẽ thông minh, vì tự bản thân ta sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, giữ cho tâm được thanh tịnh, thì mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt đẹp nên thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít đi những u buồn phiền muộn, vì lúc nào con người ta cũng cố biến mọi thứ ta gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. 4. Nếu biết người là thông minh, thì biết mình chính là sự giác ngộ. Chiến thắng chính bản thân mình còn dễ dàng hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai trong chúng ta cũng cần biết. Tự chinh phục cái tâm của mình chính là cửa ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, thiền định là cách tốt nhất để chúng ta hiểu đúng về chính bản thân mình, biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó. Chính là cách để con người ta sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có những người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy. 5. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ từ tâm.
Nếu còn đố kỵ thì chắc chắn tâm ta sẽ còn buồn phiền, không thể thanh tịnh. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận và vui cho sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ, tâm bình thản thanh tịnh, rồi lấy cái tốt của người khác để làm gương, sẽ khiến con người ta dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ đôi khi chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn, thậm chí chỉ vì sự đố kỵ mà con người ta có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người, hãy nhớ luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, chúng ta cũng có thể sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó, động lòng trắc ẩn với mọi người. Kể cả kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với mọi người, vì mỗi người đều có những nỗi khổ riêng mà chỉ có họ mới thấu. Nếu con người ta nhìn nhận mọi việc bằng con mắt nhân từ và sự tốt đẹp, thì cuộc đời ta cũng sẽ luôn tươi đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo, tâm can chúng ta sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà chúng ta dành cho người khác. 7. Dạng sự tùy duyên, bàn tay ta vuông đắp, thành bại thuộc vào duyên, dinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy tất cả sự việc, và con người ở cõi hồng trần lại càng không phải là buông xuôi, chỉ theo đuổi sự vui chơi, giải trí, mà chính là tự bồi dưỡng cho bản thân một tâm thanh tịnh trước mọi chuyện. Xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời, mọi sự tùy duyên, duy trì được một tâm thanh tịnh chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay u ám, đường đời gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng chúng ta vẫn sẽ cảm thấy được bình an và thản đãng. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên, quý trọng duyên thì càng sống được rộng rãi và giải thoát. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân trọng, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì cũng nên buông bỏ, thuận theo duyên. Hết thảy đều sống thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, thanh thản nhất. Lời Phật dạy về giác ngộ cho tâm thanh tịnh, giúp chúng ta hiểu được rằng con người ta dù phải sống trong nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm thanh tịnh, miệng không khẩu nghiệp thì luôn tìm được những niềm vui hạnh phúc từ nhiều điều giản đơn nhất. Vì thế hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn, gạt bỏ những căng thẳng nhỏ, xử lý mọi việc với một cái tâm thanh tịnh sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.